Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình tiếp tục gửi cho các bạn bộ truyện Đại Chu Tiên Lai. Tập tiếp theo. Bóng dáng đám người ngao phòng xuất hiện ở phía sau Lý Mộ. Lý Mộ nhìn chúng nó một cái hỏi. Cảm giác như thế nào? Đắm chìm vào trong linh hồn đồng đậm, ngao phòng suýt nữa thoải mái rên rỉ ra trên khuôn mặt già của lão lộ ra vẻ mặt hưởng thụ lầm bẩm Thật là thoải mái, giống như là về nhà vậy. Ký tức của Lý Mộ vừa mới xuất hiện ở nơi này, bên tai liền truyền đến một tiếng giống giận. Một dị thú đầu mọc hai sừng, rít gào hướng về Lý Mộ lao tới. Cũng sắp tiếp cận Lý Mộ, lôi quang trong miệng hắn lóe ra, sau đó vun ra một quả cầu xét kích cỡ vài trượng, hướng thẳng đến Lý Mộ. Bóng người Lý Mộ ở lúc lôi cầu sắp va chạm vào hắn, biến mất, quỷ dị. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở đỉnh đầu con dị thú có thể so với cảnh giới thứ bảy này, So sánh với thân hình khổng lồ trăm trượng của con dị thú, thân thể của Lý Mộ tỏ ra nhỏ bé như thế. Đối mặt với quái vật lớn không biết so với hắn khổng lồ bao nhiêu lần, Lý Mộ vươn tay đặt tại đỉnh đầu của nó. Dị thú này bỗng nhiên đứng ngây ra tại chỗ, thân thể nhịn không được run rẩy chỉ một lát, thân thể của nó liền biến thành một cái xác thú khổ héo, âm âm ngã xuống đất lý mộ cúi đầu nhìn nhìn tay của mình cảm nhận được pháp lực tăng trưởng biên độ nhỏ ở trong cơ thể hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ sử dụng thủ đoạn của ma đạo linh khí của đào nguyên dị thường nồng đậm tất nhiên còn vượt qua mười châu của vạn năm trước ở nơi này tu hành sẽ không khó có thể đột phá bình cảnh chỉ cần tu vi đến tấn thăng cảnh giới thứ chín là chuyện nước chảy thành sông nhưng cho dù lý mộ luôn ở nơi này tu hành vừa mới tấn thăng cảnh giới thứ tám hắn muốn tấn thăng lần nữa ít nhất cũng là chuyện của mấy chục năm sau hắn không chờ được mấy chục năm phải tìm kiếm một con đường tắt dị thú lấy sinh linh mười châu làm thức ăn từ góc độ nào đó mà nói sinh linh mười châu là con mồi của bọn nó cũng là tài nguyên của bọn nó mà đối với lý mộ mà nói dị thú làm sao không phải là tài nguyên đây đạo pháp không có chính tà, thủ đoạn của ma đạo dùng ở trên thân của kẻ địch thì chưa chắc là tà đạo. Sau khi đánh chết con dị thú này, đàn thú nơi xa bắt đầu xôn xao, sau đó càng nhiều dị thú hướng nơi này chạy tới. Bọn Ngao Phong sợ tới mức khuôn mặt già tái nhợt, Lý Mộ lập tức nói, biến thành thân rồng đi, lập tức. Đám rồng Ngao Phong nghe vậy, không chút do dự biến thành thân thể của Hắc Long, Lý Mộ ẩn nấp ký tức toàn thân, trốn ở dưới một cái vảy rồng, ở lúc năm con rồng run bẩn bật, đàn thú đã chạy tới nơi này. Nhưng chúng nó vẫn chưa công kích bọn ngào phòng, chỉ là ở trên người chúng nó lượn một vòng, liên lại đều tự tàn ra. Ngào phòng có chút khó có thể tin, chuyển âm hỏi, đây, đây là có chuyện gì? Giờ phút này, Lý Mộ đã xác định, hắn đoán không sai, dị thú cũng sẽ không công kích long tộc như là công kích nhân tộc, bởi vì long tộc vốn chính là đồng loại của chúng nó, Lý Mộ mang một số hình ảnh nào đó ở trong tiền thư, trợ lòng tộc ghi lại truyền tống đầu tiên vào trong đầu của Ngao Phong. Ngao Phong ngẩn ra hồi lâu mới chấn động hỏi, Cái gì? Chúng, chúng ta là dị thú? Long tộc tuy ngạo khí, trong vạn năm qua vẫn luôn khinh thường chủng tông khác trên mười châu, nhưng bọn họ cũng vẫn luôn tán đồng thân phận sinh linh mười châu của mình, đối với dị thú đảo loạn mười châu tống hận đến cực điểm. Mấy tháng qua, khi dị thú xâm nhập ở trên việc tiêu diệt dị thú bọn họ càng bỏ không ít sức bây giờ lý mộ nói cho hắn biết bọn họ chính là dị thú ngao phong không thể tiếp nhận cũng không muốn tiếp nhận lý mộ chưa cho ngao phong đáp án mà hỏi ngược lại người cảm thấy phải không ngao phong hồn hển lập tức nói ấy không, không phải lũ ngu xuẩn không có cái đầu óc đó sao có khả năng đánh đồng với long tộc chúng ta chứ chúng nó sách dày cho long tộc cao quý còn không xứng đấy Ngao Phong hiển trên bị Lý Mộ chọc cho đến chỗ đầu. Long tộc là chủng độc cao quý nhất, thông minh nhất. Những dị thú này thực lực tuy cường đại, nhưng thú tính lớn hơn linh trí. Thuộc loại xúc sinh, nói Long tộc là dị thú so với mắng bọn hắn là xúc sinh có gì khác nhau đây. Những dị thú này nếu công kích chúng nó giống với công kích lý mộ vậy thì thôi, nhưng đối với bọn họ coi như không thấy, điều này làm cho Ngao Phong cảm giác tôn nghiêm của long tộc đã bị vũ nhục. Nhưng bảo lão đi chủ động trêu chọc lũ dị thú kia, lão cũng không có dám. Lũ thúc tinh này tuy đại bộ phận thực lực đều không có bằng lão, nhưng cuối chân trời nơi xa lại có ký tức mấy con dị thú khiến cho lão cảm thấy trong lòng run sợ. Ngào Phong không ý để ý tới lũ dị thú đó nữa, cùng với bốn con hắc long khác bảo trì thân rồng bắt đầu cuộn ở trên mặt đất tu hành. Nơi này linh khí quá mức lồng đậm, quả thực chính là thiên đường lão cảm thấy không cần bao lâu lão liền có thể trở thành một con hắc long cảnh giới thứ tám cho đến lúc đó lão lại đi tìm mấy con xúc sinh xa xa để chút giận ở à, cùng với lúc bọn ngao phong tu hành lý mộ buông ra thần niệm tình huống trong phạm vi trăm dặm đều hiện lên ở trong đầu của hắn trong vòng trăm dặm nơi đây tổng cộng có bốn con dị thú cảnh giới thứ tám mấy chục con cảnh giới thứ bảy Xem ra cho dù là ở đào nguyên, cảnh giới thứ 9 tồn tại cũng không phải là tùy ý có thể thấy được. Cái này xem như một tin tức tốt. Bốn con dị thú cảnh giới thứ 8 này tách ra rất xa lẫn nhau. Xem ra trong các dị thú cũng có ý thức lãnh địa. Chỗ lý mộ cùng với Ngao Phong chính là phạm vi lãnh địa của một con dị thú cảnh giới thứ 8 thân hộ đầu hưu. Giờ phút này, con dị thú đó như là đã phát hiện cái gì, rít cả một tiếng, hướng về phía bọn Lý Mộ cùng với Ngao Phong chạy như điên mà đến. Ánh mắt của Lý Mộ lóe lên, sau đó hai tay bấm tay niệm chú, thân hình biến thành một trận, cuối cùng mà biến đảo thành một con thanh long dài trăm trượng, trên thân tản mát ra uy áp cảnh tới thứ tám. Bản thân hắn đã kế thừa huyết mạch của Ngao Thành, lại hoàn toàn lĩnh ngộ thiên thư long tộc, kết hợp với thuật biến hóa huyễn hóa ra long tộc không khác gì với chân long nhìn kẻ xâm nhập cách đó không xa thân thể của dị thú thân hổ đầu hiêu kia chạy như điên dừng gấp sau đó hướng lý mộ giống giận vài tiếng ý bảo đây là lãnh địa của nó lý mộ biến thành thanh long phát ra một tiếng giống gầm kiêu ngạo hiển nhiên cũng không có khuất phục dị thú lần nữa phát ra tiếng giống giận ngoài thân thể hiện ra sấm sấm sét dày đặc chân của nó dẫm sét chạy như điên về phía của lý mộ nó muốn giết chết kẻ xâm nhập này, bảo vệ lãnh địa của nó. Mà thanh long ở nơi xa phun ra một hơi thở rồng, trong hơi thở rồng còn xen lẫn một tia sáng vàng không dễ phát hiện. Ánh sáng vàng nháy mắt đã tới, trung tâm cái chán của dị thú, dị thú kia xuất hiện một cái lỗ nhỏ, thân thể đang chạy của nó dừng lại, tia sét cuốn quanh ở bên ngoài thân thể cũng chậm rãi biến mất, vô lực ngã xuống đất. Một mũi tên này đã hào phí toàn bộ pháp lực của hắn, bóng người Lý Bộ trực tiếp ngã xuống trên không, lại dừng lại ở giữa không trung. Nơi này linh khí quá mức nồng đậm, tốc độ chân ngôn khôi phục pháp lực cũng tăng trưởng gấp mấy chục lần hơn mấy trăm lần. Ánh mắt ngắn ngủi này, hắn đã khôi phục nửa thành pháp lực. Động tính xảy ra ở nơi này rất nhanh đã khiến cho ba con dị thú khác nơi xa chú ý tới. Lý mộ chú ý tới, bọn nó đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống gầm, một đạo uy áp cực hạn khuếch tán ra, tốc độ ba đạo ký tức kia dần dần chậm lại. Từ ba phương hướng truyền đến tiếng giống rung trời, sau đó ba đạo ký tức cường đại kia dần dần rời xa. Cái này đại biểu cho chúng nó đã thừa nhận Lý Mộ là vương của khu vực này. Lý Mộ chậm rãi bay xuống, một lần nữa biến trở về thân người, đưa tay đặt trên đầu con dị thú đã chết đó. Dị thú chết đi, khí tức trên người đã không ngừng suy yếu mà bên cạnh đó một đạo khí tức khác đang không ngừng kéo lên Mặt thấy với đất không gian phía trước đang hướng về địa bàn một dị thú khác dị động tới, Lý Bộ không thể ngăn cản, chỉ có thể quanh chân ngồi xuống tại chỗ, luyện hóa luồng lực lượng tràn đầy kia ở trong cơ thể. Lúc này, vết nứt cũng không phải là rất lớn, chỉ có dị thú cảnh giới thứ bảy trở xuống mới có thể thông qua. Lý Bộ tin tưởng bọn thiên cơ tử có thể ứng phó được. Thẳng đến một tháng sau, một thiên lực lượng cuối cùng trong cơ thể của lý mộ thuộc về dị thú cảnh giới thứ 8 kia mới bị hắn hoàn toàn luyện hóa hắn học ra một ngụm khí đục đật thật dài sau đó đứng lên hướng nơi với đất không gian kia di động bay đi không lâu sau chân trời phương xa truyền đến từng trận giống giận của dị thú khiến dị thú cấp thấp phạm vi trăm dặm đều nằm úp sấp trên mặt đất run bần bật mà cho lúc này mười châu đại địa từ sau khi đạo thủ rời khỏi một tháng qua vẫn là sẽ không ngừng có dị thú từ trong vết đất không gian đi ra hơn nữa vết đất đó đang không ngừng mở rộng cần càng ngày càng nhiều cường giả cảnh tới thứ bảy để củng cố các cường giả đạo tông cần toàn lực củng cố vết đất không gian dị thú đàn dị thú thỉnh thoảng cũng sẽ có cá lọt lưới để chạy thoát ở trong quá trình đuổi bắt chúng nó các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông cũng toát ra một ít hạng người kiệt xuất được cho tông môn lưu ý bắt đầu ra sức để bồi dưỡng. Cùng với lúc đó, một ít cơ quan pháp bảo cường đại bắt đầu được triều đình đại chu lục tục đưa tới. Những pháp bảo này cực kỳ chắc, chắc chắn, chỉ cần dùng linh ngọc để thúc dục có thể phát huy ra uy lực cường đại ở trong chiến đấu với dị thú tạo ra không ít trợ lực. Các đệ tử thi tông mang dị thú chết đi luyện chế thành thú thi lấy thú thi đấu với dị thú lại thêm cơ quan pháp bảo giảm bớt đi rất nhiều thương vong cho đệ tử đạo tông. tuy trước mắt đạo tông hầu như lấy lực lượng mang tính áp đảo ở trong giao phong cùng với dị thú chiếm thượng phong nhưng mọi người đây đều biết chẳng qua là thắng lợi nhất thời mà thôi. dị thú cường đại hơn cuối cùng cũng sẽ giảm xuống một bên khác còn vinh thất không gian chịu tải hy vọng của toàn bộ sinh linh của mười châu. đào nguyên lý mộ không biết thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết tu vi hắn bây giờ đã đến tình trạng gì hắn luôn truy tìm vết đất không gian không ngừng di động kia căn ngăn cản dị thú càng cường đại hơn từ vết đất không gian giáng xuống mười châu cũng luôn luôn chiến đấu với dị thú cường đại hắn thậm chí đã không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu dị thú chết ở trong tay của hắn hắn chỉ có mấy lần gặp đàn thú công đánh ở dưới bọn ngào phòng yểm hộ mới có thể bảo toàn cũng từng bị dị thú có thể so với cảnh giới thứ, thứ 9 đuổi giết hai lần bằng vào bản lãnh chạy trốn xuất sắc mới nhận được về một cái mạng. Lẻ loi một mình ở sau huyệt dị thú thật lâu, Lý Mộ đối với nó đã chết lặng, chiến đấu cũng tăng lên, chính là toàn bộ cuộc sống của hắn. Lại một thi thể dị thú cảnh giới thứ 8 ngã xuống dưới chân của Lý Mộ, bởi vì đánh chết quá nhiều dị thú trên người hắn, sát khí quấn quanh, dị thú chung quanh cảm nhận được loại ký tức này đều liều mạng rời xa. Lý Mộ chạm đến đầu con bác thú này, ký tức trên thi thể của nó cũng nhanh chóng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lý Mộ thở ra một hơi đang định đi hướng đời khác, đột nhiên lông tơ dựng thẳng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, không biết từ khi nào trên bầu trời màu xám đã xuất hiện một cái vòng xoáy cái vòng xoáy này như một con rắn khổng lồ ở cao nhìn xuống lý mộ trong con mắt khổng lồ một nguồn lực lượng làm cho người ta run rẩy đang không ngừng ngưng tụ lại bỗng nhiên trong con mắt khổng lồ đó một tia xét màu tím bỗng nhiên bổ xuống tia xét này tốc độ nhanh đến cực điểm ngay cả tốc độ của sạn nhật cung cũng không thể so sánh với nó giống như ở nháy mắt vượt qua không gian trực tiếp rơi ở trên thân của lý mộ trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ nghìn trượng trong hố khổng lồ một mảng cháy đen toàn bộ không gian yên tĩnh như chết một tiếng ho nhẹ đánh vỡ loại yên tĩnh này một bóng người toàn thân trần trụi từ trung tâm cái hố khổng lồ bò ra trong con mắt khổng lồ trên bầu trời lại có một tia sét bổ xuống bóng người nọ một lần nữa bị đánh ngã qua hồi lâu mới chậm rãi bò dậy giây tiếp theo ba tia xét màu tím mang toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu tím lại một lần nữa mang bóng người trên mặt đất bao phủ lại cùng với lúc đó ở ngoài vạn dặm vài dị thú thân hình trăm trượng, ký tức cực kỳ khủng bố bỗng nhiên nhìn về cùng về một phương, phương hướng sau đó nhanh chóng hướng về nơi này tới gần trên bầu trời màu xám tia xét màu tím không ngừng hạ xuống một rồi lại một đạo rơi ở trên người của lý bộ trong lòng hắn không hiểu có chút nào lúc mười châu linh khí dư thừa thời điểm những cương giả kia tấn tăng cảnh giới thứ chín tựa như đều là nước chảy thành sông chưa bao giờ từng có ghi chép về lùi kiếp cũng may trải qua vô số trận chiến luyện hóa lực lượng vô số dị thú lý bộ vô luận là thân thể hay nguyên thần đều đã cường đại đến một mức đỉnh phong mới loại tia xét trình độ này trừ có thể phá hủy quần áo của hắn không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với hắn thậm chí ở dưới tia xét kia kích thích lực lượng thân thể của lý mộ đã lâu chưa có đột phá thế mà cũng đã có một chút tăng lên sau khi một tia xét cuối cùng so với trước đó tráng kiện gấp 10 hạ xuống cả người lý mộ đều đắm chìm trong sấm xét thân thể rốt cuộc có chút phản ứng nhưng cũng chỉ mang đến cho hắn một chút thống khổ sấm xét qua đi da hắn càng thêm trắng đõn trên thân thể còn có một tầng lôi quang lóe ra lý mộ lại ngẩng đầu nhìn vòng xoáy như con rắn kia ở trên bầu trời đang chậm rãi tiêu tán đi mà tu vi của hắn cũng đã đạt tới một cái cảnh giới mới cho tới bây giờ chưa từng có lý mộ trần chuông đứng ở trong cái hố to tràn đầy vết cháy đen cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình trong lòng không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc hả chỉ có vậy sao ở nơi này, bầu trời vĩnh viễn là màu xám, Lý Mộ khó có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, trừ chiến đấu chính là tu hành không gián đoạn, thậm chí ngay cả tư duy của hắn cũng trở nên dại ra dạ rất nhiều. Tăng đến giờ phút này, Lý Mộ mới nghĩ lại ý thức được, hắn tựa như đã tiến vào cảnh giới mộng tường. Không bao lâu, hắn liền từ phương hướng khác nhau phát hiện ba đảo khí tức dị thường cường đại đang hướng nơi này tiếp cận đến. Bà đạo ký tức này có hai đạo lý mộ cũng không có xa lạ. Hắn từng hai lần xâm nhập lãnh địa của đối phương, hơn nữa bị chúng nó phát hiện. Nếu không phải hắn nhìn thấy thế không ổn thể chạy nhanh, dần có khả năng sẽ ngã xuống trên tay hai dị thú cảnh giới thứ 9 kia. Hôm nay, ký tức của bọn đó đã không thể tạo thành áp bách tuyệt đối đối với hắn nữa. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Dị thú tuy không có bao nhiêu linh trí, nhưng cũng nhận ra nhân loại này từng xâm nhập lãnh địa của nó, một dị thú tân ưng đầu rắn trong đó há mồm liền phun ra một luồng hào quang màu đỏ đánh thẳng về phía của lý mộ lý mộ vươn một tay trên không ngưng tụ thành phù trận hình tròn ngăn cản quân sáng này còn dị thú cảnh giới thứ chín này chưa từng từng có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn hôm nay trong mắt hắn cũng chỉ có vậy mà thôi cùng với lúc đó lý mộ vươn ra một bàn tay khác kết thành một cái pháp ấn mồi khẽ động Hắn cố gắng như thế, bước tiết tu hành như thế không phải là vì trông cậy để vào lấy tu vi cảnh giới thứ 9 đối kháng với những dị thú này hay sao, mà là sau cảnh giới thứ 9 hắn liền có thể nắm giữ lực lượng thật sự của đạo đức kinh. Đạo khả đạo, phi hàng đạo, danh khả danh, phi hàng danh, huyền tri hữu huyền, chúng diệu, chi môn. Liên tục có lực lượng thiên địa ùa vào thân thể của Lý Mộ, nhưng không phải không thể thừa nhận giống như lúc trước. Sau khi trong lòng Lý Mộ mặc niệm xong một câu chân ngôn cuối cùng, thiên địa giống như ở trong nháy mắt yên lặng. Lực lượng thiên địa vô cùng khổng lồ ùa vào thân thể của Lý Mộ, luồng lực lượng thiên địa này đủ khiến hợp đạo cảnh thân thể nguyên thần đều hủy diệt, nhưng Lý Mộ lúc này, ở sau khi trải qua lôi kiếp đã bước vào một cảnh giới mới. Rốt cuộc, bên ngoài không có lực lượng thiên địa ùa vào nữa lực lượng thiên địa trong cơ thể lý mộ cũng tiếp cận im lặng giờ khắc này thế giới trước mắt của lý mộ đã xảy ra thay đổi rất lớn trong hư không trước mắt hắn vốn không có một vật bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sợi dây nhỏ chung quanh tất cả đều biến thành yên lặng bao gồm hào quang màu đỏ còn dị thú kia công kích hướng lý mộ với cùng với quả cầu năng lượng ở trong miệng hai con dị thú khác đã ngừng tụ ra lý mộ không biết những sợi dây nhỏ này là cái gì nhưng hào quang màu đỏ kia cùng với quả cầu năng lượng hai dị thú ngưng tụ bao gồm trên phủ trận trong tay hắn đều có dây nhỏ dậm rạp cuốn quanh mà những sợi dây nhỏ này hắn tựa như có thể khống chế một ý niệm của lý bộ dây nhỏ quấn quanh ở cột sáng cùng với quả cầu năng lượng nhanh chóng rút lui tàn rã mà theo dây nhỏ biến mất cột sáng màu đỏ uy lực vô cùng kia trực tiếp biến mất quả cầu năng lượng trong miệng hai dị thú khác còn chưa ngưng tụ thành hình cũng chậm rãi tiêu tán. Ba con dị thú còn ở tại chỗ nhưng công kích của chúng nó lại không hiểu ra sao biến mất. Chúng nó ngẩn ra một cái chớp mắt ngắn ngủi liền lại cởi xướng công kích đối với nhân loại kia. Nhưng một lần này chúng nó chỉ có thể gào giống không tiếng động đối với lý mộ cũng không kèm theo thần thông uy lực lớn xuất hiện. Cảnh tượng này nhìn qua có chút buồn cười. Ở trong mắt của Lý Mộ, bên cạnh ba con dị thú không có một sợi dây nhỏ nào đó. Toàn bộ dây nhỏ nơi đây đều bị hắn ngừng tụ ở bên người. Hắn nhìn về phía ba con dị thú kia, tựa như sự sống chết của ba con dị thú này chỉ có một trong ý niệm của hắn. Đạo Lý Mộ như có điều ngộ ra, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Giờ các này, hắn rốt cuộc biết tác dụng thật sự của Đạo Đức Kinh. Những sợi dây nhỏ này đó là lực lượng thuần túy nhất căn nguyên nhất trong thiên địa cũng có thể nói chúng nó là bản thân của đạo giờ phút này hắn chấp trưởng một phương thiên địa này lý mộ tản ra thần niệm mọi thứ trong vòng phạm vi trăm dặm đều ở trong khống chế của hắn không biết khi nào ba con dị thú kia không gào rống nữa mà đối mặt với lý mộ khiêm tốn cúi thấp cái đầu của chúng đó không chỉ có chúng nó ở toàn bộ khu vực thần niệm của lý mộ đào qua trong thiên địa xuất hiện dây nhỏ, vô số con dị thú ở sau khi dại ra ngắn ngùi đều lặng lặng đứng ở tại chỗ, cúi đầu thấp cái đầu của chúng đó. Lý mộ cũng không biết, ngay cả khi hắn niệm ra chân ngôn hoàn chỉnh của đạo đức kinh, cách nơi đây không biết bao vạn dặm, một tòa thành bay to lớn bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Vô số bóng người từ trong thành bay ra, mặt lộ vẻ chấn động, nhau nhau mở miệng. Cái gì? Đây, đây là cái gì? tiên cung thế mà cũng có thể động đất hay sao trong lúc mọi người thất kinh trong cung điện chỗ sâu nhất một phụ nhân ung dung đẹp đẽ quý giá nghi hoặc hỏi nam tử đầu đội đế quan bên cạnh về Bê hạ đã xảy ra chuyện gì tiên cung vì sao vô cớ chấn động vậy nam tử bế quan sắc mặt nghiêm nghị nhắm mắt bấm ngón tay một lát sau hai mắt chậm rãi mở ra lắc đầu nói không có tính ra nhưng trong lòng của trẫm luôn có một loại dự cảm không ổn. Tư vi nam tử đế quan đã là đỉnh phong của đương thời, bất cứ dự cảm nào của hắn đều không có khả năng là tin đồn vô căn cứ. Phụ nhân lo lắng hỏi, chẳng lẽ ngân hạ tin vực chúng ta sắp xảy ra việc lớn hay sao? Bên cạnh phụ nhân, một thiếu nữ trẻ tuổi kéo cánh tay của nàng không chút lo lắng, cười hì hì, nói, Mẫu thân, mẫu hậu không cần lo lắng phụ hoàng tu vi cao như vậy vô luận xảy ra chuyện gì người đều có thể chấn trụ mà phụ nhân xoa xoa đầu của nàng nói ê mẫu hậu từng nói bao nhiêu lần rồi tu hành chi đạo vĩnh viễn không có giới hạn phụ hoàng con tuy tu vi cao nhưng ở trong vô tận tiền vực cũng không phải là không có địch thủ còn từ tối không thể tự cao tự đại để tránh ngày sau chọc vào phiền toái lớn nàng vừa mới dứt lời nam tử đế quan lại hừ một tiếng nói trầm tuy không phải là tung hoành vô tận tiên vực không có địch thủ nhưng ở ngân hạ tiên vực đã bao nhiêu năm chưa có ai làm đối thủ của trẫm tám ngàn năm hay là một vạn năm thiếu nữ tầm tư linh lung nháy mắt nháy mắt một cái đối với phụ thân chạy qua kéo nam tử đế quan nói ấy ở trong lòng con phụ hoàng lợi hại nhất hóng mắt vô tận tiền vực không có địch thủ nào vùng đất dị thú. Lý mộ khi ý đồ mang thần niệm lần nữa hướng nơi xa kéo dài ra, phát hiện phạm vi hắn có thể khống chế chỉ có trong phạm vi vạn dặm, nơi xa hơn một chút liền không thể chạm đến. Phạm vi vạn dặm này bầu trời đều là màu xám giống nhau, toàn bộ khu vực đều bị dị thú chiếm cứ. Lý mộ còn muốn tra xét một phen nữa, lại bỗng nhiên cảm giác đầu vắng mắt hoa một trận. Sau đó, dây nhỏ trước mắt hắn biến mất, thế giới chung quanh một lần nữa khôi phục nguyên dạng, mà pháp lực của hắn cũng sắp tiêu hào hết. Trong lòng của Lý Mộ lập tức cảnh giác, nhưng khi hắn thấy ba con dị thú cảnh giới thứ 9 kia vẫn như cũ khiêm tốn đứng ở tại chỗ mới ý thức được chúng đó đã bị mình thuần phục. Giờ các này khi hắn bước vào cảnh giới thứ, thứ 9, dị thú trong đảo nguyên liền không là hạo kiếp của mười châu nữa. Lý Mộ phun ra một hơi thật dài trong mắt lộ ra một tia nhớ nhung với đất không gian từ mười châu đến đảo nguyên dễ vào khó ra, chỉ có dị thú cảnh giới thứ bảy trở xuống mới có thể từ nơi này đi qua. Sau khi đến nơi đây, Lý Mộ liền chưa từng trở về lấy một lần. Hôm nay, hắn rốt cuộc có thể trở về nhà. Về đất không gian kia đã khuếch đi nơi nào mấy trăm dặm, một ý niệm của Lý Mộ liền đã tới bên cạnh khe hở đó. Hắn cần mang khe hở này mở rộng mấy lần trước mới có thể lấy tu vi cảnh giới thứ, thứ 9 dáng xuống 10 châu. Lý Mộ chỉ có thể vất vất tay, một đạo hào quang bắn vào vết nứt không gian, kẻ họ vết nứt này liền bắt đầu nhanh chóng mở rộng, sau mấy nhịp thở đã có phạm vi mấy chục trượng. Lý Mộ đã sớm không sốt ruột không chịu được, bóng người hóa thành một luồng hào quang nhập vào trong đó. Cùng với lúc đó, Ngân Hà tiên cung, nam tử đế quan đang quanh chân ngồi thiền, hai mắt đột nhiên mở ra, trên mặt hiện ra nét nghi hoặc lẩm bẩm. Chuyện gì vậy? Loại, loại cảm giác đó lại biến mất rồi hay sao? Tổ Châu. Từ khi đạo thủ tiến vào Đào Nguyên đã có 10 năm, trong vòng 10 năm này các cường giả cảnh giới thứ bảy của đạo tông không có lúc nào là không bảo vệ trông coi vết đất không gian dị động ở trên bầu trời, nhưng vẫn như cũ chưa thể ngăn cản cái hở này không ngừng mở rộng ra. Ngay từ đầu trong cái hở này chỉ có thể xuất hiện dị thú cảnh giới thứ năm, cho tới bây giờ thỉnh thoảng sẽ có dị thú cảnh giới thứ bảy từ trong đó xuất hiện. Tình hình trước mắt ở trong khống chế của đạo tông, nhưng nếu có một ngày, nơi đó có thể chứa dị thú cảnh giới thứ 8 không qua, tận thế của mười châu cũng sẽ tới. Một ngày này, bốn vị cường giả đạo tông vẫn như mọi khi quanh chân lơ lửng ở chung quanh vết nứt không gian, cuồn cuộn không ngừng đưa vào pháp lực củng cố vết nứt không gian. Trong bốn 40 người này có Thái thượng trưởng lão đạo môn các tông, Tôn giả Phật môn, Yêu vương yêu quốc, Quỷ vương quỷ vực có cả trưởng lão long tộc lúc ban đầu, không gian này đã cực độ thiếu ổn định. Các cường giả nhắm mắt tập trung tinh thần, dốc hết toàn lực củng cố vết đất không gian. Một khắc nào đó, bọn họ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi hẳn, đồng thời mở mắt. Chỉ thấy vết đất không gian vốn bình tĩnh bỗng nhiên bắt đầu mở rộng, mọi người vội vàng dùng càng nhiều pháp lực hơn để củng cố, nhưng không có tác dụng gì. Trong giây lát, cái hở đó liền mở rộng đến phạm vi mấy chục trượng. Chỉ nháy mắt, một loại cực độ sợ hãi bao phủ ở trong lòng của mọi người. Ngay sau đó, một bóng người áo xanh từ trong cái hở bay ra, mọi người ngẩn ra một cái chớp mắt, sau đó sợ hãi trên mặt liền biến thành mừng như điên, bật thốt lên nói. Đạo thủ! Nhưng rất nhanh, vẻ mặt vui mừng trên mặt của bọn họ liền lần nữa biến thành sợ hãi. Một cái đầu thú thật lớn từ trong cái hở nào đó thỏ ra, theo đó mở đến là một loại cực hạn uy áp, một loại uy áp hơn sa ma đạo chư tổ cùng với bạch đế tiền bối đây đây là dị thú cảnh giới thứ 9. Nhưng về mặt biến hóa của các trưởng lão đạo tông, Lý Bộ quay đầu nhìn thoáng qua con dụ thị, dị, dị, thú kia, ý đồ từ trong vết đất không gian đi ra, tả nhiên nói, hút về đi! Tiếng hắn cũng không lớn, đối với dị thú kia mà nói lại tựa như sấm sét thân thể khổng lô của nó run lên một cái, sau đó liền ngoan ngoãn tu đầu về. Mấy chục vị cường giả đạo tông thấy vậy một màn như vậy, vẻ mặt ngây ra như phỗng. Lý mộ nh... mỉm cười nhìn mọi người chậm rãi nói. Kiếp nạn dị thú đã giải, mọi người về sau không cần lo lắng nữa đâu. Ở thời điểm mọi người còn ngây ra tại chỗ chậm rãi tiếp nhận tin tức này, Lý mộ nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra, trước mặt đã xuất hiện dây nhỏ rậm rạp, hắn cống chế dây nhỏ bao trùm vết tích không gian đó, thời gian mấy nhịp thở vết đất không gian thật lớn liền chậm rãi biến mất không gian nơi này trở nên vô cùng củng cố cùng với lúc đó lấy nơi đây làm trung tâm mười châu phạm vi vạn dặm đều bị thần niệm hắn đã bao trùm hắn thấy được thần đô trong lý phủ liễu hàm yên cùng với lý thanh ngồi bên cạnh bàn đá trong sân nhìn bầu trời ngây người vạn vạn và tiểu bạch đứng ở phía sau các nàng trên mặt cũng không có nụ cười gì trong hoàng cung Chu Vũ dựa chéo vào trên ghế rồng, ánh mắt không có tiêu cự, quyền sách trên tay cầm ngược, hoàn toàn không biết. Mọi Đại Nhân cùng với Thượng Quan Ly đứng ở hai bên phía sau của nàng, về mặt đờ đẫn, dừng tầm dựa vào trên cột ở trong điện, thỉnh thoảng gậm chân gà trong tay một miếng. Hắn còn thấy được yêu quốc, thấy được quỷ vực, thấy được đáy biển của Đông Hải, thấy được quyển cơ, hồ lục, hồ kiều, thấy được ngâm tâm và tính tâm. Giờ khắc này trong lòng mọi người đều có một thanh âm quen thuộc vang lên. Ta đã trở về. Đại Chu Thần Đô Hôm nay cũng không phải là ngày hội gì nhưng dân chúng Thần Đô lại khắp nơi răng đèn kết hoa bởi vì hôm nay là đầy đại hỷ của nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ Đại Chu sẽ cùng đạo tông đạo thù kết thành làm đạo lữ. Hôn sự này dân chúng Đại Chu đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi. Đối với một số người mà đói, ở lúc bọn họ vẫn là thiếu niên, đã hy vọng việc này, hôm nay con của bọn họ đã chạy đầu đầy đất mới rớt cuộc chờ mong được hôn sự này. Đạo Tông làm siêu cấp đại tông duy nhất của 10 châu đại lục, chuyện này tự nhiên lấy tốc độ cực nhanh chuyển khắp 10 châu. Kiếp nạn dị thú đã giải, đạo thủ kết hôn, có thể nói là song hỷ lâm môn, toàn bộ 10 châu đại địa đều đắm chìm trong chữ chúc mừng. Một tháng sau, nơi nào đó ở của Bắc Hải, Hư không dao động một trận, hai bóng người liền hiện lên, tiêu vũ nắm tay Lý Mộ nghi hoặc hỏi. Chàng dẫn ta tới nơi này làm gì? Lý Mộ mỉm cười nói. Nàng sẽ lập tức biết ngay thôi. Hắn lơ lửng ở trên không nhìn về phía dưới, ánh mắt xuyên qua nước biển, biển xuyên qua nước bùn ở đáy biển, dừng ở trên một trang sách phong cách cổ xưa, lặng lặng nằm ở nơi đó. Sau khi tấn thăng cảnh giới thứ 9 lại thông qua đạo đức kinh, ở trong khoảng thời gian ngắn thần niệm của hắn có thể đào qua 10 châu bốn biển, tung tích một trang thiên thư cuối cùng đối với hắn cũng không là bí mật nữa. Trang thiên thư này cũng chưa bị bất luận kẻ nào có được mà là đã sớm mất đi, không biết trải qua bao nhiêu biến ảo ruộng bể nương dâu lặng lặng nằm ở đáy của Bắc Hải hẻo lánh này, khó trách lực tức lý mộ biết biến khắp mười châu cũng chưa có tìm được nó. Hắn đưa tay vẫy trang thiên thư đó liền tỏa ra ánh sáng nhạt bay lên, rơi vào trong tay của Lý Mộ. Đến tận đây, 24 trang thiên thư hắn đã có được toàn bộ. Lý mộ vươn tay, 24 trang thiên thư lơ lửng ở trong lòng bàn tay của hắn. Trang sách dần dần bị ánh sáng vàng bao vây lại, trong tay hắn xuất hiện một quyển sách thật sự. Cùng với lúc đó, trước mặt của lý mộ cùng với tu vũ một cánh cửa màu vàng từ hư ảo dần dần ngưng thực lại lý mộ nhìn nữ hoàng bên cạnh nói ở chỗ này chờ ta một lát ta đi chút rồi về tu vũ gật gật đầu nói cẩn thận đấy lý mộ trầm mặc một cái chớp mắt hướng phía trước đi ra một bước bóng người dần dần biến mất ở sau cánh cửa tiền thư đối với hắn mở nói rốt cuộc không còn gì bí mật nữa ở thời điểm xuyên qua cánh cửa này, trước mắt của Lý Mộ lóe lên một mảng ánh sáng trắng, tạm thời mù đi, sau đó hắn liền lần nữa cảm nhận được linh khí nồng đậm đến cực điểm. Nơi này cho hắn cảm giác cực kỳ tương tự với đại nguyên. Hơn nữa, linh khí ở nơi đây cực kỳ tinh thuần, không có hung sát khí trong đảo nguyên, thậm chí còn có một loại hương thơm sông vào mũi. Ngày sau đó, tầm mắt của Lý Mộ khôi phục lại, trước mặt xuất hiện một hình ảnh, dưới thác nước bên rừng đào nơi đầy cánh hoa hồng trong đầm nước một nữ tử dáng người thưa ta mặt trước quay về lý mộ muốn cởi bỏ vạt áo ở trên người lý mộ ngẩn ra một ven sau đó lập tức nói cô nương đợi một chút đừng đừng cởi sau một chớp mắt im lặng bên tai lý mộ đột nhiên xuất hiện một tiếng thét chói tai động tác cởi áo của nữ tử dừng lại sau đó vì thần hướng ngoài rừng ngay sau đó một đạo khí tức cường đại khác liền từ bên ngoài đột nhiên tới bên tài lý mộ truyền đến thanh âm kinh ngạc giận dữ của một nam tử dầm tặc nhận lấy cái chết đi lý mộ chú ý tới nữ tử kia tu vi bộ dáng cảnh giới thứ 8 mà là nam tử xuất hiện sau này tu vi thế mà cảnh giới thứ 9 hắn khuôn mặt nổi giận cầm ở trong tay một cây trường thương không chút do dự hướng lý mộ đâm tới trong tay lý mộ khóa thiên thương cũng hiện ra hắn vừa mới đón đỡ vừa nói hey, hiểu lầm đều là hiểu lầm thôi về dần giữ trên mặt nam tử kia không giảm lạnh lùng nói dâm tặc lớn mật xâm nhập vào cấm địa của cung gia ta còn dám rào biện chịu chết đi hắn căn bản không nghe lý bộ giải thích hai cây trường thương va chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy sau đó khiến lý bộ không ngờ được đã xảy ra phá thiên thương trong tay hắn trước giờ đều thuận lợi ở sau khi chống lại trường thương trên tay nam tử này thế mà nứt gãy từng khúc trong nháy mắt hắn đã hiểu, hai kiện pháp bảo căn bản không phải là cùng với một cấp bậc. Việc này trường thương trong tay nam tử kia bao bọc cẩn thông, một lần nữa đâm tới. Lý mộ không có ý giao chiến đối với hắn, chỉ thủ chứ không có tấn công. Muốn mượn cơ hội để giải thích, nhưng phía sau hắn lại truyền đến một đạo khí tức. Nữ tử kia vừa rồi đi và quay lại, khác nhau là dưới thân thể của nàng thế mà lại cưỡi một con bác thú, phiên bản thu nhỏ, Bác thú này thân thể tuy nhỏ, khí tức lại có cảnh giới thứ 8, cách rừng duy nhất ở trên đầu lóe ra hào quang, hiển nhiên cũng đang ngưng tụ thần thông. Lý Mộ ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nhìn bác thú kia một cái. Lúc hắn ở Đào Nguyên không biết đã chém giết bao nhiêu dị thú, trong đó không thiếu bác thú cảnh giới thứ 8. Giờ phút này sát ký trên người thổi quét qua, bác thú kia phát hiện khí tức đầy, thân thể run dày, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hào quang ở trong cái rừng duy nhất trên đầu biến mất, sau đó lập tức quay đầu mang theo nữ tử kia liều mạng chạy khỏi nơi này. Một màn này khiến cho nam tử cảnh giới thứ 9 kia khẽ biến sắc nhưng vẫn nắm chặt thương, trường thương ở trong tay. Hắn đang muốn tiến lên lần nữa trong tay lý mộ. Xạ nhật cung liền hiện ra, hóa thiên thương cũng đã hủy, phạ nhật cung đã là pháp bảo lợi hại nhất trong tay hắn. Cùng lúc nhìn thấy xạ nhật cung trong tay của lý mộ, nam tử kia ngẩn ra một ven, sau đó kinh hãi nói, Xạ nhật chi cung, ngươi, ngươi là người của nghệ thần cung. Lý mộ cũng không biết nghệ thần cung là cái gì, hắn nhìn nam tử trung niên giải thích. Tại hạ không có ý xâm nhập nơi này, tất cả đều là hiểu lầm, hy vọng các hạ bình tĩnh một chút đi. Nam tử đó hiển nhiên rất cương kỵ xạ nhật cung trong tay của Lý Mộ cũng chưa ra tay đối với Lý Mộ nữa, bắt đầu chứng thực đánh giá hắn vừa đánh giá hắn mới phát hiện người đối diện anh tuấn tiểu sái khí độ bất phạm trên người mơ hồ có một loại chính khí tựa như không giống đồ háo sắc gã thu hồi trường thương ở trong tay giọng điệu hơi bình tĩnh lại hỏi lý mộ các hạ là như thế nào đến nơi đây lý mộ cũng thu hồi sạn nhật cung sau đó nói việc này nói ra thì dài các hạ có thể nói cho ta biết trước nơi này là địa phương nào không nam tử trung niên trầm mặc một lát nói cung ra nhìn thấy biểu cảm mê hoặc của lý mộ gã nghi nghĩ mở miệng lần nữa bắc vực thiên vân thành cung ra các hạ à, là đến từ nghệ thần cung hay sao lý mộ lắc lắc đầu dứt khoát nói à ta đến từ một địa phương rất xa xôi không quá nhiều hiểu biết đối với nơi này các hạ có thể nói chi tiết một chút hay không cái gì bắc vực thiên vân thành hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thậm chí hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý phía sau cánh cửa kia vẫn như cũ là xào huyệt của dị thú không ngờ phía sau kia là một nữ tử bộ ngực sữa to lớn tâm lý tương phản thật lớn khiến cho lý mộ bất ngờ không kịp đề phòng may mắn là hắn cùng với người ở trước mắt thế mà có thể trao đổi không có bất cứ chướng ngại nào cũng không tồn tại chướng ngại ngoài về ngôn ngữ nam tử đó nghi nghĩ nói À, nơi này là Ngân Hà Tiên Vực, Bắc Vực Thiên Vân Thành, cũng là lãnh địa của cung gia ta. Các hạ chẳng lẽ là đến từ tiên vực khác hay sao? Lý mộ một lần nữa trầm mặc một lát sau đó hỏi. Cái gì? Tiên vực? Cung Vân Thành nhìn... Cung Vân nhìn thanh niên anh Tuấn ở trước mắt có chút hoài nghi mình có gặp một kẻ ngốc hay không. Gã vốn không muốn quan tâm hắn nữa, nhưng bất đắc dĩ là kẻ ngốc này thực lực rất mạnh còn cầm xạ nhật cung nghệ thần cung bản lãnh khác không có nhưng thuật tạo cung lại vang danh toàn bộ ngân hà tiên vực nếu dọc giận kẻ ngốc này chỉ cần cần một mũi tên tù vì mấy trăm năm của gã sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát trong đầu của cung vân nhanh chóng hiện lên ý niệm này sau đó lấy ra một ngọc giản sau khi dán ở trên trán một hơi thở ném cho lý mộ nói đây đây là tin tức ta đều biết ở đây các hạ có thể nhìn xem xem lý mộ đưa tay tiếp nhận ngọc giản sau đó hướng nam tử kia gật gật đầu cảm ơn phân ra một tia phân thần niệm tiến vào trong ngọc giản sau đó vẻ mặt hắn liền dại ra ngân hà tiên vực tiên cung đông tây nam bắc tứ vực thú vực thế giới này tồn tại vô số tiên vực ngân hà tiên vực chỉ là một trong số đó trong đó thống trị ngân hà tiên vực là ngân hà tiên cung dưới tiên cung thống lĩnh tứ vực tứ vực diện tích cực kỳ rộng lớn giữa thành cùng với thành thông qua truyền tống trận nối liền. Nếu không, mặc dù là tu hành giả cảnh giới thứ 9 từ một thành đến một thành khác, cũng cần phi hành mấy năm, thậm chí thời gian lâu hơn nữa. Vừa mới từ 10 châu đi ra, Lý Mộ phát hiện mình tưởng tượng đối với khoảng cách có chút không quá đủ. Rất chú ý của Lý Mộ rất nhanh bị tin tức thú vực hấp dẫn tin tức từ trong ngọc giản về thú vực dị thú không có nhiều khác biệt so với lý mộ biết cho nên địa phương hắn đánh nhau sống chết tu hành 10 năm thật chính là thú vực chẳng qua lý mộ chưa từng đi ra khỏi thú vực không biết ở ngoài thú vực còn có thế giới rộng lớn như thế các tu hành giả của ngân hạ tiên vực thường xuyên chết tu phục dị thú ở thú vực biến thành vật cưỡi hoặc là linh sủng những dị thú này trời xanh tính hung tàn sẽ chỉ khuất phục dưới thực lực tuyệt đối cùng gia và tuần thú gia tộc nổi tiếng bắc vực. Chẳng cho đến bây giờ phút này Lý Mộ mới biết thì gia đảo nguyên cũng không phải là âm mưu chỉ là con đường tông thiên nối liền với thú vực. Đó là địa vương tu hành giả ngân hà tiên vực cũng không dám quá mức xâm nhập. Ngoài ra, Lý Mộ từ trong ngọc giản này thấy được một ít tin tức có liên quan tới tu hành Mặc dù là ở ngân hà tiên vực, tu vi đạt tới cảnh giới thứ, thứ 9 cũng đã có thể tính là cương giả một phương có được 500 năm tuổi thọ. Mà sau khi tu vi tiến vào cảnh giới thứ, thứ 9, mỗi trăm 100 năm sẽ gặp được một lần lôi kiếp, mỗi một lần lôi kiếp, uy lực đều sẽ so với một lần trước càng mạnh hơn. Nếu có thể bình yên vượt qua thì tuổi thọ lại tăng trăm năm. Còn nếu không thể vượt qua thì thân tử đạo tiêu. Nói từ trên lý luận, nếu có thể bình yên vượt qua mỗi một lần đôi kiếp thì có thể có thể được trùng sinh. Một số tin tức hỗn loạn ùa vào trong đầu của Lý Mộ khiến hắn đứng ngây ra tại chỗ thật lâu. Công Vân cũng không biết tâm tình của Lý Mộ giờ phút này như thế nào, nhưng thực lực người này quả thực là rất mạnh. Nếu có thể để lôi, lôi kéo được hắn vào, thực lực của Tiên Vân Thành sẽ lại tăng thêm vài phần. Trong lòng của gã suy nghĩ một phen bỗng nhìn nói. đạo hữu nếu là không có chỗ nào để đi, có thể ở lại thiên vân thành. Cùng mộ vừa rồi hủy pháp bảo của đạo hữu sẽ lại bồi thường cho đạo hữu một món. Ngoài ra, lại tặng cho đạo hữu một phủ đề. Lý mộ nghi nghĩ nói, Tại hạ người nhà còn không ít đâu, chỉ sợ không tiện quấy giày. Công Vân cười cười nói, Ai, không có sao, cung gia ở ngoài thành có mấy chỗ biệt viện, diện tích vạn khoảnh, người nhà đạo hữu nhiều nữa cũng ở nổi. Lý mộ trầm mặc một lát lại nói, À, ta còn có chút bằng hữu nữa. Cung Vân không thèm để ý, hào phóng nói, Ai, cùng nhau mời đến là được tôi, cung gia có thể cho đạo hữu thêm một vạn dặm lãnh địa, không biết có đủ hay không? Lý mộ ôm quyền nói, Ấy đủ 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 rồi, cảm ơn công huynh. Ngân hà tiên cung. Đôi mắt nam tử đế quan đột nhiên mở ra, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, không trùng xuất hiện một chữ cung. Thiên vực trì loạn, bắt nguồn từ họ cung. Sắc mặt hắn nghiêm nghị trầm giọng nói, Thuyền ý chỉ của chấm, đồng tây nằm bắc tứ vực, từ giờ trở đi, trọng điểm chú ý toàn bộ cương giả họ cung. Thiên Vân Thành, sau khi tiễn bức lý mộ, cung vân ủ cả cạc dùng mình một cái, gác ngẩn ra một chỗ hồi lâu, sau đó trên mặt lại hiện ra nét vui mừng, lẩm bẩm, Hài, anh sẽ mang đến bao nhiêu cường giả tới đây, lần này cung ra kiếm lời lớn rồi đây. Bắc Hải Chú Vũ đợi ở tại chỗ này một lát, trên người lần nữa xuất hiện một cánh cửa, bóng người của Lý Mộ từ trong đó đi ra. Chú Vũ tò mò hỏi, thế nào, phía sau cánh cửa đó là cái gì? Lý mộ dắt tay của nàng hướng nàng cười thần bí nói à, Là một địa phương tốt đấy Trở về chuẩn bị một chút Chúng ta cần chuyển nhà rồi Ba tháng sau Đại chu thần đô Bên cạnh lý mộ các người đẹp phần quanh Nơi xa một chút là cưng giả cảnh giữa thứ bảy của đạo tông Giờ khác này trên mặt mọi người đều tràn đầy chờ mong Lý mộ lấy ra thiên thư Trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa lớn màu vàng Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cất bước đi vào cánh cửa đó Ngân Hà tuyên công, hai mắt nam tử đế quan đang bế quan đột nhiên mở, nghiến rằng nói, triệt tiệt loại cảm giác đó lại tới nữa. Chuyện đến đây thì nó cũng đã kết thúc rồi. Mình mình cũng không ngờ cái chuyện này lại có kết lên. Này, này. Cút hết cả hứng này. Rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình tiếp bộ chuyện này và mình sẽ tiếp tục Tìm bộ truyện khác để đọc tiếp Hoặc là các bạn có thể comment cảm xúc của mình Ở bên dưới Tên truyện cho mình Hoặc để mình còn duyệt qua nếu mà được Thì mình sẽ đọc à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn